gì? Người phụ nữ bên trong. Bữa nay giờ nghe tiếng người phụ nữ. Ừ. Người hay là sao? Thì dám dáng người phụ nữ mặc đồ bộ. Đứng ngay cửa buồn luôn, nhìn ngay đứng như đứng chừng mắt nhìn tôi nè. Bà nghe mình nói rồi bà đi ra sao? Có thể là vậy á. Kìa thấy nữa kìa. Đâu? Thấy không? Này này cả nhà thôi, thấy nè. Ở bông trắng phải không? Không thấy đâu mà. Tôi thấy cái dài rồi cái dài đó. Thấy tụi bên hông bên dài đó thấy cái dài không? Đó cái tay thấy cái đầu ở bông đó. Bông trắng không trắng đó. Thấy từ từ. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog luôn cả nhà ơi. Làm hết luôn. Biết rồi mà chúng mình quay kênh nhỏ mà. Kệ đi. Sao? Đấy, xin chào cả nhà, chào cả nhà lại kênh Săn Ma TV và kênh La Rod cả nhà. Cũng vậy. Mà hôm mình chào rất trúng chỗ đi. Quá trời chuyển mưa, không biết hai đứa cháu hôm nay có thoát khỏi đám mưa này không nữa. Thì cả nhà, thì hôm nay hai cháu con có đi đến một cái nơi cũng khá là mới. Thì hiện tại bây giờ thì nay con có mít này. À, thì nay có mít rồi. Dù gì tôi đang nói vấn đề này. Không ai nói cho cả nhà biết. Thì cái nơi đây á, thì từ trước giờ hai con cháu con hầu như là chưa đặt chân đến đây bao giờ. Và lần hôm nay là đi đến, nhưng mà một cái là cái thời tiết quá xấu, và hai con cháu thì đang trong tình trạng là thấy mây rất đen. Không biết là cái hành trình của hai cháu khám phá gì nữa này thật sự không biết là có hoàn chỉnh hay không nữa. Tới đầu tới chứ biết sao vậy. Thì hai con cháu cũng sẽ cố gắng cả nhà. Nói đi. Nói chung là mây mù dân lối cũng dần lắm. Nhưng mà mong rằng là mọi điều tốt lành. Thì cả nhà, hai cô cháu đến một cái nơi này thì cũng là gọi là không có quá là ấy, người ta chỉ kể sơ sơ rồi biết, để con gọi là biết sơ sơ cả nhà rồi mình tìm đến đây đó. Tại đây cũng có miếu, có chùa, có miếu, có am, rồi cũng có nhà ta mà người ta bỏ chưa bị sống. Đặc biệt cái nhà là ở đây có một cái nơi để người ta bán nước cho những người đi leo núi và hành hương. Nhưng mà thật sự bây giờ là những cái nơi đây hoàn toàn bỏ hoang và không một bóng người. Nguyên sớm luôn. Và hầu như là những người hành hương cũng từ rất là lâu rồi không còn đi về con đường này nữa. Thì nơi đây thì cũng có nhiều cái nhiều người ta nói lại là có nhiều cái hiện tượng và xảy ra giữa lúc ban ngày và thậm chí ban đêm thì chỉ có những người địa phương ở trên cao người ta có thể nghe thôi. Vào đêm có những nghe người phụ nữ la hét như này thôi. Chứ thật sự ra nói ra thì chưa có ai thấy được tận mắt. Chỉ thấy tiếng rên hay hoặc là tiếng la hét người phụ nữ dưới này. Nhưng mà thật sự dưới này là những ngôi nhà này hầu như là bỏ hoang hết đó nha. Không còn ai. Mà tại sao lại có người phụ nữ la hét ban đêm ở dưới nơi có miếu này? Và đặc biệt ở trước miếu lại có một cây rất là to. Mà cái này là những cái gì ta? Cây sung. Rất là lớn đó nha. Thì không biết là cái câu chuyện này thì hầu như là nguồn gốc như thế nào. Và vì sao lại có cái tiếng la hét của người phụ nữ? Thì hầu như không ai biết được cả nhà. Thì hai con cháu con cũng nghe phong thanh thôi, cũng mằng mò lặn lội xuống lên tới đây cũng hết đâu 2 tiếng mà. Cũng nửa ngày trời đâu bộ cả nhà 2 tiếng. Tại vì lựa gọi là lựa lội theo chuyện lựa hoài nuốt cái lửa luôn. Tại lội theo chuyện núi cả nhà, thành ra nó đi nó cực lắm. Tụi con đi nó tiếng con chim con gì nó bụp bẹp thì à. Cả nhà quá trời đen luôn rồi, mình không biết như thế nào đây. Đi cả nhà thì ở đây có, nếu mà con đếm tổng cộng hết trơn khoảng chừng 4 ngôi nhà bỏ hoang hết, bỏ hoang hết mà mình không biết tại sao người ta bỏ. Và thêm bằng là cũng có miếu, cũng có cái nhà chỗ thờ kêu bằng thờ gì đó mà mình không biết sao người ta cũng bỏ luôn. Mà mở cửa cả nhà, tụi con trước tiên thì chắc cũng lẽ cũng sẽ đến đó mình thắp hương để là mong là ngôi nhà đó. Thì tụi con thật sự cũng chưa vào, chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi, nhìn thấy. Chỉ thấy bên trong có một bàn thờ cũng khá là trang nghiêm và hầu như cửa thì mở toang và không có người ở. Thì cả nhà biết rồi, nếu mà nhà không có người ở thì họ có thể đóng cửa lại hay hoặc là phá cửa. Còn thứ hai nữa, có thể bỏ hoang thì nó hoang tàn luôn. Còn cái nhà này nó không hoang, nó không hoang, nó sạch sẽ, nhưng mà một cửa vẫn mở như bàn thờ vẫn trang nghiêm mà không ai ở. Cái điều đó thật sự mình thấy nó lạ quá. Cũng nhiều lần đến, mình đến lần thứ ba là mà không thấy ai ở. Không biết. Đến lần thứ ba mà mấy lần trước không có đến quay được cả nhà. Đến cái gặp chuyện sự cố này nó về, đến là bị mưa nó về không có đến. Bị mưa về nữa nha. Thì cái nhà ai thì
có lẽ từ đây về sau thì hai con cháu con sẽ đi đến những cái nơi hoàn toàn mới, và cũng rất là mong được cô chú anh chị mà yêu quý đăng ký kênh để theo dõi những cái nơi mới cả nha. Thì có thể là hai con cháu con sẽ cập nhật những cái nơi mới, và thậm chí là những câu chuyện nó sẽ ly kỳ và hấp dẫn hơn đây rất là nhiều cả nha. Tại vì nói chung hai cháu chịu đi lắm, đi ngày đi đêm đi. Ngày đó thì sáng thì tại vì quăng. Sáng là 10 giờ là hai con cháu bắt đầu là hẹn nhau nơi đó nào đó. Tại vì con với Tú cả nhà biết là cách nhau gần cả 100 cây số luôn. Cái 100 cây. Bởi khi tụi con gặp nhau vậy là phải vượt qua một cái khoảng đường khá là xa, mà gặp nhau rồi mình còn đến một cái nơi mình bắt đầu quay nữa không biết bao nhiêu cây số nữa. Thì nó tiếng gì đâu, hai con chim kia ta. Tiếng rên gì vậy? Nghe trong gió, theo tiếng gió trên gió nghe vậy. Nghe tiếng gió, nếu mà con chim nó quen nó kêu nó nghe rõ lắm. Thôi. À, cái tiếng này vậy, cái tiếng này tiếng ơi mà. Ừ, nhưng mà cái tiếng này có giống cái tiếng người ta nói mình nghe không? Tức là ta có thể nghe, ta nghe được ở trên. Không biết. Biết sao cả nhà? Về đêm á là núi hoang vắng cả nhà biết rồi. Có những ngôi nhà nó thưa thớt thôi, nhưng mà nó rất là yên tĩnh. Miễn có nghe tiếng âm thanh là có thể nghe được. Nhưng mà nó nghe vọng về cái hướng trong mấy cái nhà hoang này. Thì nãy giờ hai đứa cháu ngồi đây thì cũng có nghe cái tiếng, mà không biết là xác định đây là phải tiếng ghen phụ nữ hay không, hay hoặc là tiếng một con chim gì đó kêu. Mình chưa xác định được cả nhà. Bây giờ thôi, giờ mình đi coi thử như thế này cả nhà. Giờ cả nhà đi cùng tụi con cả nhà. Đi cả nhà. Thì dạ bà cô chú ơi, thì giờ hai con cháu con sẽ dặn cả nhà đến một cái nơi mà hầu như là hai con cháu cũng đã nghe được từ người dân ở dưới chân núi, hoặc là những người mà người ta đi hành hương trước đây kể lại cho hai cháu là có những tiếng ghen phụ nữ về đêm ở khu vực này. Và khu vực này thì cũng có rất là nhiều con nhà hoang, và lý do vì sao mà họ bỏ hoang á thì tụi con thật sự hoàn toàn không biết. Thì chỉ nghe là nơi đây ban đêm có tiếng ghen, tiếng la người phụ nữ thôi. Đó, thì rất là rùng rợn. Thì trước mặt cả nhà bây giờ hiện tại giờ đó có một miếng nhỏ. Thì những người hành hương ha, đó. Đa phần là sẽ đến đây thắp hương ở đây và sẽ nghỉ chân ở cái chỗ này. Và ngôi miếu này á, ơi, ngôi miếu này thờ mẫu. Thì ba mẹ, năm mẹ chứ. Năm mẹ mà hình như Phật mẫu, Phật mẫu. Ba. À, có ba vị ngồi bên trong. Mô Di Đà Phật. Thôi giờ mình qua thắp nhang chứ đi. Cả nhà, ở đây thì có một cái quán giọng ngày xưa mà. Ủa trên đó như có cái nhà nữa kìa. Đâu? Này đang nhìn lên nè, thấy nè. Ờ, có cái nóc nhà. Ừ. Đi, bây giờ đi đường nào qua bên bản? Đi này nè. Đi này à? Sao leo lên? Đi bên kia một quá mới được á. Nhưng mà đi đường này thì mình đi ngay cây đó, mình cho cả nhà mình thấy đi cái, nó bự chỗ nào. Ở đây trước đây có lẽ là một cái suối á. Suối mưa nước nó chảy theo cái đường này. Ở đây là gốc cây cái gì bông tiêu nữa, cái da đi. Cây sum. Cả nhà cái cây cho khoảng chừng 4 người mới giáp. Đâu mà giang tay thấy được. Chắc khoảng 3 người, trên 3 người. 3 hoặc 4 người. Là gì ta? Mấy cái vải dính đồng thòng thế ghê gì? Áo người phụ nữ á. Cái áo bông cái gì đó. Không. Áo bông. Nè. Ừ. Ê, có cái thằng nữa. Tùm lum như ta. Ở đây sửa nó đây con. Con đi qua một vòng cho nó xem thấy cái cây này. Bự. Mất cái vòng này leo lên. Bên trước thì cầm máy thôi. Con gắng cố gắng hết sức để cho cái máy đừng rung lắc cả nhà. Nhưng mà nhiều khi trong cái sự di chuyển nó sẽ có hạn chế vấn đề rung lắc, cho nên mong cả nhà thông cảm cho con. Bây giờ ta lên ha. Lên đi. Trong này có thờ Phật mẫu. Nè. Rồi thờ mẹ ông Âm nữa. Dạ. Ôi trời, cái gì? Đá. Ủa? Mình nghe ai kêu không? Gì? Đó. Ai nói chuyện á? Nghe từ người phụ nữ kêu cái gì á? Ừ.
xa thôi mình cũng. Này ghê quá giật. Cái nhà như là nghe cái tiếng có không phải một người phụ nữ mà nhiều người phụ nữ nói chuyện với nhau. Trên đó có người ở sao ta? Gì? Trên đó người ở không? Không biết. Có mà xa xa thế đâu gần. Thì trước tiên tụi con sẽ thắp hương ở ngôi miếu để thinh xin những cái vị ở đây, cây quảng đây. Mày đốt 6 cây, thắp 3 mày bắp mày 3 ha. Ừ. Trên đó có gạo muốn nhấp cho người. Này giống cái thiền đó. Gì? Mình đang ngồi á, chính này nè. Có thể là những người ta đi thành hương lên đây ta gọi là thiền á. Cũng ngang ngoài đó sao nguy hiểm quá. Gì? Nên đốt ở đó không? Sợ bay tàn. Sợ bay tàn nên lá khô không? Đốt đây trong ngày thôi. Thôi vậy, hay vậy. Con đốt đốt này mà chắc không cả nhà. Thấy gió này sợ nguy hiểm quá. Yeah. Tàn nhang rớt á. Tàn rớt. Sao cũng ngắt vậy? Cái gì? Cái tiếng gì gõ trên miếu. Nghe không? Cạc cạc cạc. Hết rồi. Hết rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc cũng phải khá là lâu rồi không có ai đến cúng kiến. Ê. Chắc tôi nghĩ. Nghe tiếng mấy người nói chuyện nhiều lắm. Chắc tôi nghĩ cái tượng đây trước đây cũng có cái mão nè, mất tiêu cái mão rồi. Ừ. Nè. Những cái hư đồ đằng trước đồ bể sức. Nam Mô A Di Đà. Qua kia đi. Đi cả nhà. Thì qua... bây giờ hai cô cháu con sẽ đi về hướng bên kia và đối diện với cái nhà là cái nhà hoang. Phía bên kia nữa là cũng là có một cái nhà như có bàn thờ nhưng mà mở cửa bình thường cả nhà. Ừ, đi bởi đất nhang. Giờ hai đứa con sẽ đi qua từ từ qua nha. Này. Nó đi này trên vô quán ta. Chiếc giày. Giày. Theo cái suối trôi xuống nè. Ừ. Biết là nhà này của người ta đã bao lâu rồi, mình chỉ thấy vậy thôi. Có cái bồn chứa nước nữa. Nhà tôi nghĩ bỏ hàng cũng lâu. Bỏ chắc lâu. Ừ, nhà này bỏ lâu rồi. Mục hết rồi. Mục hết. Ai ghi gì trên đây ta? Gì? Gỗ thật là một, còn ích kỷ không có tánh thật thà gì không hiểu. Cứ mờ găm. Ừ, đi bằng những thang đó. Đồ bên trong hoang tàn ghê lắm. Dạ. Coi cái cửa sổ vô nè. Ờ, cửa sổ mở học này. Ừ. Cái nhà. Đồ trong hoang tàn ghê lắm luôn. Cái nhà này, cái nhà này quần áo cũng còn, đồ đạc cũng còn, nhưng mà hoang tàn hết này. Trời, xài dụng không nói. Cái xài dụng. Giật mình. Cái nhà, bây giờ qua cái nhà tiếp theo là nhà này mở cửa tông quát à. Hai ba cái luôn gần kề nhau.
Cái gì? Đó cái ngày vệ sinh quá. Không phải. Ủa? Ừ, ngày vệ sinh. Tự tưởng nãy giờ tưởng cái gì không? Tự nhiên có miếu. Một miếu, hai là cái chỗ bàn thiên á. Ừ. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi có điện nữa nè ơi. Có ai không? Cho hỏi em nhà không ạ? Ủa? Nha ai vừa đốt nè. Ừ. Còn cháy không? Cho hỏi có ai trong nhà không ạ? Mà chỉ đốt ngoài thôi chứ không có đốt. Tắt hả cháy? Ừ, qua anh đây thử. Này tắt hả cháy? Tắt rồi. Đâu đốt mà nào đúng. Ừ, có thể là đốt nhưng mà bị gió. Gió tắt. Ồ đây có cái nhà nào không? Đi qua thử. Ồ đây có người ở cái gì nhìn. Có người ở. Phong cảnh đồ đạc mới chắc à. Ờ, hỏi đi. Ờ, chú nào ở đây à? Xong thấy ai chứ ta? Ừ. Chú ơi. Đây chắc có người ở chắc rồi. Chắc có, người sao bỏ. Thấy ai, sao sao bỏ trong lỏng vậy? Kỳ ha. Có nên vào không? Không biết, sợ là sợ, sợ người ta ở mình vô hơi hơi cũng không, người ta nói mình chạy nổ hoang vắng này ghê quá. Ừ. Ta thà, gặp nó nói chuyện được. Thà bỏ hoang luôn mình vô mình cúng kiến được. Ừ. Con này thôi. Thà mình không đốt nha, kia đốt nha, sợ đôi khi mình không làm gì mà sợ cái lòng nghiêng ngặt của người ta. Người ta nghĩ mình. Ừ. Khó lòng lắm, xa chỗ vắng vắng thì khó. Rồi sao? Gì? Thì đi ngược chị bảnh coi có gì không, sao vậy? Sao không? Phải có ai mình hỏi ha. Ừ. Còn cái này mở cửa, mở toan nhưng mà con cái thì thấy đồ đạc cũ kỹ, mình biết nó bỏ hoang rồi. Nhưng đồ đạc giống bình thường, chắc ngoài có người lên xuống và chăm sóc. Chắc vậy. Phải như mình gặp, mình trò chuyện dễ. À. Đi ngủ anh đi. Kia đi. Ngôi nhà vậy mà cũng bỏ ngủ nha. Ừ. Nhà nhìn thấy ngôi nhà thấy để cắt được ngôi nhà ở một cái nơi vậy á phải tốn rất là nhiều công sức. Nhưng mà vì điều gì đó mà gia chủ hay bỏ. Rồi. Ai vườn phụ nữ nè, đồ phụ nữ nè. Đồ nữ không à. Nãy quay vô cả nhà thấy. Ý, ý. Cái gì? Cái vỗ cái cửa đó có cái ánh sáng đi. Sáng vô chỗ cái buồng có cái bóng đi ngang, tôi mới thấy cái bóng đi ngang á. Có sao? Cái ánh sáng chỗ cái buồng á. Có mà. Có cái ánh sáng, có cái bóng đi, đi phất nè. Thấy cái bóng bóng chỗ cửa buồng không? Đó đó đó, đó ánh sáng chỗ cửa buồng đó. Hồi nãy thấy cái có người đi phước ngang cái bóng. Này hiện tại không thấy là sao vậy? Nãy giờ đi phước ngang giống như cái bóng đi lẹ lắm, giống như mà người ta đi ngang một cái luồng ánh sáng mà chỉ dọi vào cái chỗ nơi tối. Ừ. Trời. Ủa cái đó giống bị chém á. Bị chém nè, bị dao chém qua đây nè. Ừ, dọc luôn nha, nhà luôn kìa. Thì nó gọi trên bành đấy kìa. Nhà có vấn đề gì cái ta? Cái này có vấn đề gì rồi nè, nhà này nè. Ở đi xung quanh vòng vòng thôi cái. Ừ đi, à, không đi, đi vòng quanh đây nè, vòng quanh đây nè, vòng mua bánh vòng qua sau. Cái nhà thấy mấy dấu này, dấu bị chém, bị bằng dao á. Đó là muốn sức hết trơn rồi. Chàng cửa này đẩy mạnh vô trong được rồi. Mà thấy rồi cái nhà người ta đang đóng cửa, tụi con đâu có dám. Nè. Nó có gì? Đó. Mà sao bất chật rồi sao mà có nãy có thấy ánh sáng da đi qua ta? Như cái bóng người á.
ánh sáng thì nó trên này nó gọi xuống được cả nhà. Nhưng mà có một bóng đi ngang phước ngang như thế, nhưng cho đi ngang cổ cửa đó. Mà ai đi chém cái nhà, cái nhà này tét luôn chứ. Cái lỗ đó chừng chui được á, chừng có người đúng không? Cái lỗ cho cái mí đó kìa. Mình thích cái đó. Thì thấy có lỗ đó. Chui thử không? Thôi. Mà nhà này không còn gì chứ. Mà người ta phá cửa, mình vô trong làm gì? Bây giờ thọ cái cam quay thử đi. Thọ cam được á. Nghe tiếng nữa nói chuyện đó. Nhiều người lắm, má đâu à? Nghe gian cái đâu đó. Để tôi là tôi coi thử không có người không. Nó mồi Phật. Hả? Đó cái nữa kìa. Kìa, đó cái nữa kìa. U nhóc quá vậy mày ơi. Mà cái này hư rồi, mềm bị rụng mềm rồi. Mềm nhưng mà không ăn được. Cái gì? Cái người phụ nữ bên trong. Bữa nay giờ nghe tiếng người phụ nữ. Ừ. Người hay là sao? Thì dám dáng người phụ nữ mặc đồ bộ. Đứng ngay cửa bụng luôn, nhìn ngay đứng như đứng chừng mắt nhìn tôi nè. Rồi sao vậy? Mà cái lỗ nó chui vô dư sức. Ông thọ cam coi thử. Thọ cam hả? Thọ cam mới được. Đi cả nhà. Tại đây mình nhà người ta mình cũng không biết, tại thấy nhà bố quen quay vậy sao họ ở thọt vòng vô rút cái máy gắn lại ngắn lại đó. Ủa có thấy gì đâu mày? Gì tao không thấy? Không có à? Không cho máy biết gì thấy không kì. Tôi thấy hai lần luôn á trời. Kỳ ta. Thấy gì không? Kìa kìa kìa, ngồi chung cái giường kìa. Sao kỳ vậy? Ngồi chung cái giường. Tức gì không? Ông đưa máy đi, ông cầm ông coi đi. Ngồi chung cái giường chỗ mà cái tủ đồ áo nãy. Gì hả? Ừ. Phải không? Người phụ nữ phải không? Cười lội hai cái nắng ra luôn. Ừ, người phụ nữ mặc đồ bộ. Đồ trắng trắng nó bông bông bông. Ừ có như mà nhìn vô như là cứ đưa hai nanh ra rồi. Hồi nãy tôi nhìn vô không bà đứng nhìn tôi trợn mắt này nè, đổ ao vậy đó. Mày thấy hai nanh không? Mà tôi giật mình thấy hai mắt đó hết rồi mà tôi không để ý nữa. Hai cái nanh dài vậy nè. Ừ cười nó nhe ra lồi vô vậy nè. Bà nãy bà không cười mà nó đứng nhìn trợn mắt nhìn nè. Mà nhà vậy rồi sao vô? Mày dám vô đâu gì? Chúng ta sao vậy? Đi qua mình hỏi anh cái chú mình đó thử. Mà cái chú bên đó không có, có ai bên đó đâu. Mà bà nó có mà kêu là ta ra rồi. Đi giọng luôn. Đi giọng lỡ tới bên trong. Mình đi cửa mình học hỏi thôi. Mà hỏi là con biết cái nhà này sao. Đi không? Để đi trước kìa. Đi đâu? Đi trước đi đi. Tại sao cái nhà này bỏ ha? Ừ. Cái nhà ấy chắc cái nhà này một có giờ tính tiền. Hai là con thích dữ dằn lắm. Ừ. Chắc được. Lui ra cho cả nhà xem cái nhà đâu có nhỏ đâu. Cả nhà. Cái nhà này để cắt là phải. Nhà bề ngang cũng 5 mét à, hơn 5 mét á. À. Gì 5 mét? Thì 7 mét. Thì hơn 5 mét. Mỗi một cắm vậy là 2 mét, 2 mét là 6 mét á. À. Nhà này nói chung bề ngang nó có bề dài nó không được dài mấy. Thì dài nó khoảng chừng 8 mét. Chắc nó vuông vuông á. Thì nó cũng vuông vuông. Đi, nó có cây mai nè, chỗ bông đang chỗ bông nè. Bây giờ đi vào bảnh hai cháu con sẽ tìm cái chú chủ nhà bên kia cả nhà để hỏi coi thông tin về cái nhà này coi có vấn đề gì không trước đây hay không, mà tại sao bên hông nhà lại có những vết chém nè. Ừ, giống như có cái sự đánh nhau. Hồi nãy bà ngồi cho bùa dáng cái nè, tao thấy đứng ngay cái cửa buồng. Ừ mà hồi nãy đúng là lần đầu tôi nhìn vô thấy đứng quay ai thì lần đầu tôi thấy cũng ngay cái buồng đó. Tao sợ gì nè, cái nhà này sợ có vụ xảy ra sâu sát. Ê mình đâu có cửa sổ mở được không? Là hỏi nè cái này. Tức quá tức. Phải gặp được mình nói chuyện.
hồi nếu mà không có đánh nhau thì chịu những gì. Sợ có thể là có xô xát xảy ra cái gì đó thì không? Có đánh bạn không? Thì đó, ý mình nói mé gì đó, hiểu rồi. Thôi giờ là hỏi chú này thông tin coi như thế nào đó. Thế nào không có chú nữa. Thì cái đó là những cái sự tò mò cũng như là từ phản đón, phỏng đoán thôi cả nhà. Chứ cũng chưa biết là thông tin như thế nào. Chú ơi, chú cái này đàn ông hả? Ừ, không có người. Chú ơi, có lòng lên tiếng đi, có số điện thoại kìa. Ờ, chắc ông đây không có ấy. Năm Phước à, tên ổng tên là Năm Phước. Đừng nghe số điện thoại tao nghe đồ quay thấy đâu mà câm. À không ai chứ, đồ đạc rất là gọn ghẽ cả nhà, chắc là ai đây cũng là gọi là mà để tu. Ê, không chừng là cái nhà này có vấn đề gì chú không dám ở đây hay sao, có thể là lâu lên quét dọn vậy thôi rồi về hay sao đó. Mình không dám vô, kêu vậy thôi đâu dám vô nhà đâu. Ừ, nếu mà chú thật sự ở đây thì chú phải có mặt ở đây rồi. Không biết sao khó thì... quá đây cầm chắc. Ôi đi ngồi dâm với lại nữa đi. Sao quằn quài luôn, sao quằn quài luôn. Chứ mà mình xui đi ngay lúc chứ mình tin chắc là khả năng là có người người ta tới lui ở đây nè. Ừ, tại rất là sạch sẽ. Ừ, nhìn cái cảnh vật đồ đạc nhà biết rồi. Quan trọng ngôi nhà này, còn cái nhà này đều hoang tàn ở trong là một nát rồi, nhưng mà có người đang có đồ đàn bà. Đồ của người phụ nữ. Nó có người nó mình hỏi dễ quá. Ừ, con tin chắc là ở đây có sự việc gì đó xảy ra rồi. Mà bị chém tùm lum hết trơn. Mà sao mấy cái lỗ thục cái lỗ đó chi ta? Hả? Tôi cắt mấy cái lỗ để làm cái gì? Mấy lỗ kèo quá, cho nên lấy rút mấy kèo qua sao? Có còn kèo không? Không phải kèo đâu, kèo tôi cao trên lắm. Kèo lúc trên á. Xiên ngang. Ừ, xiên ngang có cây mà qua. Tôi bốn lỗ bốn cây mà bên kia đâu có. Ừ, không hiểu. Một, hai, khi ba. Khi nào hồi mình có gì không? Không có mà mình có. Này chén này chứ bị này chém dao chém. Một quẹo hay cái quéo á. Chém, ừ đúng rồi, rất là mạnh. Cái quéo mà nó sống gạch xuống. Chứ là thiết nên không chém dao không vô á. Thì... chỉ có cái quéo nó đầu nhọn. Thôi đi xích bên kia. Qua bên quán giọng. Nghe người ta nói. Cô ơi, thì hôm nay cháu tôi đến đây thì cũng vô tình gặp được cái hình hài của cô. Thì không biết là nguyên nhân thế nào. Thì bây giờ cậu cháu tôi thì không dám vào bên trong. Nếu mà cô có duyên thì ra bên ngoài cho cháu tôi gặp nha. Nếu mà có cái điều gì mà cô có thể cần giúp á thì không? Bên trong có cái tiếng giống như ho á. Ừ. Mà không nghe hả? Để tôi đang nói cho luôn nghe. Vậy nè, vậy đó. Thì nếu mà cô có cần cậu cháu tôi giúp điều gì thì cô mong cô ra bên ngoài cho cậu cháu tôi gặp gỡ nha. Mô A Di Đà Phật, hy vọng được cô sẽ nghe được những lời tôi nói. Nhìn nó thấy ghê. Nhà này nhìn có cái gì đâu. Ông, này, bên đây đâu có gì. Ông nhìn vô thì thấy có nanh, còn tôi nhìn vô thấy mắt có trái. Mà cười đâu nè, mà hăng nghe hai răng cái. Mà ông không, mà lúc tôi nhìn vô không có cỡ, nhìn mình trơn trởn như nó, mắt đó. Mà lúc bình thường á thì nhìn bình thường không có gì mà cười. Ừ. Thấy ghê. Thì cái nhà, thì bên đây là một cái nơi, một cái quán bán nước, bán giỏng mà cho người dân người ta đi lên thắp hương á, ta nằm nghỉ đây nè. Gió quá, gió ớn quá. Đừng nói dữ vậy. Quá gió. Cái gì? Cái đường đâu đây. Sao? Qua đây cái nữa anh. Đi. Ồ, trên đó có ổ mối bự cho bá luôn kìa. Ở đâu? Phía trên. Ủa? Trước mặt có trái đủ. Ê, mới hái luôn á. Ờ, mũ không? Dấu cắn mà, hay gì mà
Mà uống không mà cái giống mới chát, mà cái lỗ là lỗ gì? Cắn phải cắn mà nhai phải nhai, móc phải móc. Tiếng gì kìa? Nghe nghe tiếng hú giống như tiếng nãy mình đang ngồi mình nghe đó. Ừ. Mà hướng nào á? Tôi nghe là hướng gì? Hồi nãy tôi con. Hồi nãy tôi con. Ê. Trời gốc cây xài nè. Thấy không? Thấy đó 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 đó. Dùng dùng máy này lên mày lên, dùng lên. Này cả nhà phía sau cây xài, cả nhà thấy không? Ủa, ở đâu rồi? Biết đâu. Ê, cái bà áo bông, ông đang cắn. Tao nhìn nó chưa được kịp gõ nó mất tiêu rồi. Cái bà này bà áo bông trắng trong nhà nãy. Chẳng lẽ bà nghe mình nói rồi bà đi ra sao? Có thể là vậy á. Kìa, thấy nữa kìa. Đâu? Thấy không? Đây nè, cả nhà thôi, thấy nè. Thôi, áo bông trắng phải không? Không thấy cái đầu mà. Tôi thấy cái dài rồi, cái dài đó. Tôi thấy tụi bên hông bên dài đó, đó thấy cái dài không? Đó, cái tay thấy cái đầu áo bông đó. Bông trắng, bông trắng đó. Thấy, từ từ để kêu mình cứ từ từ để coi cái bà làm gì. Nam mô A Di Đà Phật. Thái bá mày. Bà đó, cái bà này đấy đó. Con gắng cố gắng cầm chắc cho cả nhà xem, tại nó xa, cả nhà con gung cái tay xíu là nó quơ vậy. Mà gốc cái xài lớn lắm quơ, nhưng cái tàn bành kia luôn. Lên trên nó sao? Đi dậy đi. Đi dậy. Đi cái đường vọng bến á, bên đỉnh có đường lên nãy đường. Đi này nè, đây nè. Đi con leo lên. Trên đó cái nền hay gì á. Cái gì? Nó mất tiêu rồi. Tiêu rồi trời. Chậm chậm để tôi đi. Tao bị gì? Ôi. Trên đây thì nhìn giống có nền nhà quá ta. Cái nhà hay cái mộ vậy mày? Không biết nữa. Nó có một đá. Nè. Đâu rồi? À? Ê coi cái bác còn có. Từ từ từ. Vẫn không xài được phải không? Nước xài. Gốc đẹp phải không? Ừ, từ 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 từ. Nói chuyện với bác ấy. Từ từ. Nam mô gì Phật. Cô ơi. Cô hay bà gì ơi. Thì hồi nãy cậu cháu tôi có gặp cô ở bên trong nhà rồi. Thì cô khấn vái là mong cô nghe được và ra bên ngoài. Ê. Cái gì? Cái gì đây? Cái nhà thấy không? Ê cái gì? Cái gì là gì? Nguyên cái trên cây dừa, cái gì bự lắm. Trên cây dừa hả? Ừ. Kìa. Ê. Ngay cái cục lùm nè, thấy không? Má thấy nè. Nghe cái gọn đó. Đâu? Nè. Đây, chỗ này. Cái nhà, ngón tay con nè. Ủa? Ngón tay đâu rồi? Ngón tay, ngón tay. Nó bự quá, thiết tay nè. Ngón tay vậy? Vô cái gọn này. Vậy là bà. Lên, coi thử cái này gì vậy? Đi. Ôi. Trước đây có thể đây là con nền nhà á quý. Phải không? Tấn đá nè. Chắc cái nền hay là cái... Nền nhà là cái gì, cái móng gì á. Hay là có khi chùa qua cũ đồ đó mày. Không, tôi hỏi đây là cái nhà, tôi thấy nhìn đồ đạc, ba cái đồ vật dụng, đồ xài nè. Mộc, hũ, lo, kẹo nè. Ba cái đó, chiếc ủng nữa nè. Cái ca, cái ủng nè. Vậy là cái nhà. Ừ. Chứ đây là có cái nhà ở đây. Ừ. Đây có cái gì bự dưới trời. Cái gì? Gặp chuột mà bự dưới. Giống gặp chuột mà bự trần trần vậy. Đi lại ăn coi thôi. Thôi cái này chừng là cái chuối. Cái bẫy bắt thú quang. Bẫy sóc. Ừ. Mà sập rồi không dính gì hết chứ. Để chuối trong. Chuối để dụ mấy sóc rồi đó. Ừ. Dưới mấy con chồn nữa. Nghe như tiếng con bả hay gì đấy. Tôi nghe le la 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 đó. Ừ. Đó. Đó. Mà tức cái này nhỏ quá, biết cái nhà nghe được không? Bây giờ hay là xuống cái quán dưới đó ta. Nghe tiếng biết ở đâu á. Đi vòng qua đây thôi. Đi. Vòng phía này. Kìa. Đâu? À thấy giờ mà xa quá xa cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Tôi la cái gì?
là như đứa nít đi, nó ngoa ngoa ngoa. Đó đó. Rồi mất tiêu rồi. Tiêu nữa. Tính thấp nhà ở đây mà cũng ớn, không dám thấp. Lá khô không. Thấp sẽ cháy cái nha. Đi gần dưới thì sao? Đây gần bóng được đâu. Ừ. Lần đầu đến mà cho thấy là dữ lắm rồi đó. Ừ. Rồi dưới đi. Chứ đứng đây hoài. Ở đây có xài có đồ không? Ê cái có dừa đồ không? Ớn với cái dừa đó. Dừa khô. Nhà nhìn thấy trời nè. Quá trẻ người to đấy, tôi lùi rất à. Đang lùi hết trơn luôn. Ở dưới đó có căn nhà đó, căn nhà cũng bỏ luôn. Nhà đó có đóng cửa bỏ luôn rồi. Ừ. Nó chơi cây dừa có gì cái thuốc bự lắm, cái đùng. Trái dừa chứ gì? Không phải. Rồi chắc cái à. Cái tạ cái gì cái chùm của nó mà chùm khô á. Ờ chứ dạng cái cùi á. Ờ cái cùi. Ủa nãy thấy bò chỗ nào ta? Chỗ bên đó đó. Tiếng gì á? Này cái đường mòn phải không? Ờ cái đường đấy. Không nghe tiếng gì ghê quá vậy? Phía sau cây này cái gì nè? Ê, đặt đặt đặt. Nghe tiếng nghe cái cây đó, cái gì bự dữ ta? Rồi sao thẳng bon nè. Ừ. Phía sau cây đó. Đi chỉnh thử không? Đặt máy đây đi. Lên chỉnh thử. Đi. Đặt máy đây luôn á. Chứ để đâu giờ? Đi đi hàng mình lên. Cái bút nó cao cao chút. Nó vứt lá gì? Thấy rồi, thấy rồi. Cái bẻ rồi đó. Thấy không? Thấy rõ. Nam mô Di Đà Phật. Nghe không? Nghe. Có gì không? Không. Nghe tiếng kêu được từ hướng đó đó. Tiếng từ hướng đó đó. Đây cái gì á, bự lắm. Cái gì bự ghê luôn. Nhìn lạ quá cơ. Cái sao cái gì á. Đây. Chắc hai người ôm à. Hai người ôm, khoảng hai người ôm. Đụng ra nhau hai người. Hai người. Mà thắng gỗ mà. Không có gì chứ. Đây có cái bảng. Bảng cấm cái gì hay gì á. Như vậy. Bảng cấm cái gì đây nè. Gì? Nắm. Ở gục đá đó gì đó. Có. Nó. Nó. Miễn sao bước xuống đây là nghe tiếng. Ừ. Kỹ ta. Ê. Ê. Sao lưng nữa. Đâu?